Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình nói về viết số liền trước và liền sau của một số. Thì ở đây các bạn cần nhớ kiến thức, đó là muốn tìm số liền liền trước liền trước, ta lấy số đó trừ đi một, trước trừ một. Muốn tìm số liền sau, liền sau, ta lấy số đó cộng thêm một, được chưa ạ? Các bạn phải nhớ hai công thức cơ bản này. Muốn tìm số liền trước, ta lấy số đó trừ đi một. Muốn tìm số liền sau, ta lấy số đó cộng thêm một. Thì để nó gọn hơn thì các bạn nhớ giúp mình, đó là trước trừ một, sau cộng một. Ok chưa ạ? Ví dụ như tìm số liền trước liền sau của 8. Trước thì trừ đi 1, 8 trừ 1 bằng mấy ạ? Bằng 7. Muốn tìm số liền sau số 8, ta lấy số đó cộng thêm 1. 8 cộng 1 bằng mấy ạ? Bằng 9. Ok chưa ạ? Rồi, mình cho bài tập, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình nha các bạn. Câu A, tìm số liền trước liền sau của những số sau đây: 79. Câu B của A, câu C của X và câu D là của M-1. Rồi, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp mình, được chưa ạ? Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.